chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quý nơi chơi 10, độ 16 món đồ chơi hãng Race Boy siêu đỉnh. Cái chiếc Quý nơi chơi 10 là một trong những cái mẫu xe con tài thể thao của Nhật Đà. Nó đã nhanh chóng hút được các biker chơi xe ở khu vực Đông Nam Á. Và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về cái chiếc Quý nơi chơi 10 đồ kiển như đây, với 16 món đồ chơi kiển được gắn lên xe. Và chúng ta cùng xem chi tiết bị gì nha. Xem qua tổng thể, cái con chiến mã được khoác cho mình bộ áo Resso đậm chất thầu, nhiều cái màu hòa quyện với nhau như là cam, trắng đỏ, v.v. Đi kèm đó loạt đồ chơi kiển đồng nhất hiệu của Resso Boy. Như tiêu đề mình đã tiết lộ thì là 16 món, không những là tạo ra cái sự hầm hổ mà còn tăng cường cái phần hiệu năng hoạt động cho xe. Cái kính của Resso Boy được trang bị một cặp và có thấy cái gọng kính và cái phần thân cấu tạo từ nhôm. Hai bên lái lắp đầy khoảng trống với bao tay đi kèm gù, tay thắng tích hợp cái tăng chỉnh. Cả ba món vừa nêu trên đều sở hữu một cái sắc màu đỏ. Tất cả đều tạo từ nhôm CC sắc sảo trong từng chi tiết. Cái dàn chân nó bật không kém với cái mầm của Race Boy 6 cây dành cho cái chiếc Quinh 10 được sơn cái màu cam rất là bật. Hệ thống phanh ở bánh lái trước với cái đĩa của Race Boy đi kèm cái bản mới cùng với cái lồng nhôm theo cái đĩa kết hợp cùng hiệu Nissin. Qua cái sự hỗ trợ của phát nhôm Race Boy cho cái độ chính xác rất cao. Cái dầu thương hiệu của Race Boy thiết kế cũng nhỏ gọn, đi kèm cái độ bền là cực cao. Chân chống Race Boy với kích thước cao hơn zin. Giá cốc này thấy được cái sự hầm hố của bộ siêu kẻ đôi Race Boy, không những cho thế ngồi trở nên thể thao mà việc sang xuất hiện ra thắng cũng trở nên ổn định, tối ưu hơn rất nhiều. Phía sau hệ thống cái giảm sóc Race Boy bình dầu rời, phiên bản lò xo tím. Cái ví chân phục có nấm chỉnh hoặc ngược là nhanh hơn và ngược mềm hơn. Bình dầu rời cấu tạo bên trong chứa hai lớp dầu và khí tơ. Khí tơ quyết định cái độ nặng nhẹ của giảm sóc khi đường truyền tải theo kết cấu trượt nén, giúp đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình. Cái bộ cấp zin cũng được thay thế bằng bộ cấp Race Boy với cấu tạo từ nhôm CC sắc sảo trong từng chi tiết. Với những cái chiếc xe lúc đầu thì các biker thường cút ngắn cái trọng lượng bằng mọi cách để cho tốc nhanh hơn. Việc chơi cái cấp nhôm không những là một cái điểm nhấn mà còn hướng theo phong cách để đi kiển, mà trọng lượng của em ấy cũng nhẹ hơn so với cấp zin. Hệ thống phanh sau với đĩa của Race Boy đi kèm cái hiệu Race Boy 1 lít. Cái dầu và cái bình dầu cũng thương hiệu Race Boy, trong đó bình dầu là phiên bản mới nhất của hãng Race Boy, thiết kế rất là sắc sảo. Ống xả độ cho ra thứ âm thanh tê tái đầy uy lực. Vài chi tiết nhỏ từ hãng Race Boy chính là cái van vòi Carter CC. Các nhà thấy bản độ này như thế nào? Và cùng xem tất cả những món đồ chơi của hãng Race Boy dành cho cái chiếc Quinny 20 này nhé. Vario 110 độ bá cháy với cái dàn hơi thở hơn 10 chai. Sau khi trải qua một cái cuộc đại phẫu thuật thẩm mỹ lớn đã làm cho cái chiếc Vario 150 2.9 bên dưới đây trở nên hoàn thiện hơn, cái được khoét lên một cái diện mạo hoàn toàn mới mẻ. Chứ lọt đồ chơi cực kỳ chất và cái điểm nhấn là từ các cái hơi thở trên cái chục chai. Cái điểm thay đổi đầu tiên trên chiếc xe độ mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là cái bộ cụm thắng của Alin. Đây là một cái món đồ chơi đến từ cái xứ Đài, mức giá thành cũng ổn định chế 1 triệu đồng. Một cái giá cũng hợp lý để sở hữu một cái bộ tay thắng sử dụng cái bình dầu rời và piston trông lớn hơn, nhưng cái thẩm mỹ hơn zin. Mắt mèo phản quang trắng ở phục trước, một món phụ tùng đang được trang bị trên những dòng xe ở châu Âu, giúp nhận diện rõ vào cái ban đêm và tất nhiên nhìn xe cũng đẹp hơn. Đây được xem là một cái điểm nhấn lực cực kỳ hot cho những bản độ lựa chọn cái màu sơn đen hoặc xám làm chủ đạo. Và góc này rất là quen thuộc của Colin bình dầu rời phía sau, tạo một cái điểm nhấn là rất tốt cho tổng thể chiếc xe độ này. Các bạn có thấy cái phần bình dầu được bắt kèm một cái núm chỉnh để tăng thêm cái độ đàn hồi của phục khi tải nặng hoặc một mình. Cái hơi thở của em ấy được trang bị thêm cái bộ vốn Ross nhỏ gọn hài hòa, đem lại thứ âm thanh quy lực hơn cho chiến mã mỗi khi lên cái lớn. Cái dòng bộ này hiện nay đang cực kỳ có giá trị ở trên trường Việt Nam, không chỉ ưa chuộng trên những chiếc Vario Deep mà nhiều tay chơi Honda SX và nhiều cái dòng tay ga khác cũng săn tìm nó rất nhiều. Và giá của chiếc Vario 150 2.9 hiện nay rơi vào tầm 50 triệu đồng, một cái giá là rất tốt và được phân phối ở các lý xe tư nhân.
Cảm ơn các bạn theo dõi tiếp màn để kiếm tiếp. Nhớ like, share, subscribe.